sớm nay đi siêu thị, thấy tôm hùm ngon quá cho nên là mua về. Dự định là sẽ làm tôm hùm nướng phô mai. Đợt này đi siêu thị mua thì lưu ân lắm nha, tại vì là tôm hùm con nào con nấy siêu to với lại là siêu chắc thịt đó mọi người. Làm món này thì cũng đơn giản lắm, các bạn chỉ cần hấp tôm cho chín trước, sau đó thì sẽ bổ đôi tôm ra như thế này nè. Đó, nhìn mê chưa, nhìn cái thịt thôi là đủ sướng rồi. Bây giờ thì mình sẽ đặt lên vỉ nướng, xong rồi sẽ cho sốt vào. Cái sốt này thì Lu đã mua ở trên Cookie, hoặc là các bạn cũng có thể tìm ở trên fanpage của Sushi Sốt luôn nha. Tại vì Lu là một đứa mà không có khéo tay lắm, cho nên là Lu thường sẽ lựa chọn mua sẵn như thế này nè. Xong rồi chỉ cần quết lên và đem đi nướng thôi. Sốt này ngoại trừ nướng với tôm ra thì các bạn còn có thể làm với rất nhiều món khác nữa luôn á. Một điểm cộng cho cái sushi sốt này là không có chất bảo quản. Và chính vì không có chất bảo quản cho nên là thời hạn sử dụng chỉ có vài ngày thôi. Cho nên là các bạn nếu mà mua là hãy làm liền nha. Vị sốt á, ăn siêu béo, siêu thơm luôn và rất là vừa, và không cần phải nêm nếm thêm bất cứ một cái gì nữa. Cho nên là nếu như mà bạn nào mà yếu nội trợ thì cũng có thể bắt chước giống như Lu, mua về và làm nha. Siêu thơm luôn á mọi người. Giờ thì mình sẽ lấy ra cho mọi người xem nè. Giá cho một em này thì rất là hợp lý nha. Hũ nhỏ thì Lu nhớ là khoảng 40 mấy ngàn, còn hũ lớn thì tầm khoảng 80 mấy ngàn một hũ. Mà một hũ như thế này các bạn làm được cả một bữa tiệc thịnh soạn luôn á. Đây nè, đẹp không? Ok, cảm ơn mọi người đã coi video nha.